Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Hôm nay, tôi sẽ review về top 5 loại marker được yêu thích trong năm 2024, theo cảm nhận cá nhân của tôi thôi nha. Nice. Marker là một công cụ không thể thiếu đối với nhiều nghệ sĩ, từ những người mới bắt đầu cho đến các chuyên gia. Với nhiều loại marker trên thị trường, việc chọn lựa đúng sản phẩm có thể giúp bạn phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 5 loại marker được đánh giá cao nhất trong năm 2024. Theo cảm nhận cá nhân mình thôi nha, từ chất lượng màu sắc, khả năng pha trộn cho đến độ bền. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu xem những loại marker nào sẽ lọt vào danh sách này. Đầu tiên là cặp XCK marker. Marker này nổi lên như một trong những lựa chọn hàng đầu cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng như những người đam mê sáng tạo. Với thiết kế thông minh và chất lượng mực vượt trội, cặp XCK đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Một đầu chóp phẳng và một đầu chóp nhọn, điều này cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa việc vẽ các chi tiết tinh xảo và tô màu lớn. Đầu bút chóp phẳng rất lý tưởng cho việc tạo các mảng màu rộng, trong khi đầu chóp nhọn giúp bạn thực hiện các nét vẽ tỉ mỉ hơn. Wow. Điều mà tôi thích nhất ở loại màu này là cặp X cung cấp một bảng màu khổng lồ với hơn 350 màu sắc khác nhau. Mỗi màu đều được pha chế để có độ bền màu cao và khả năng pha trộn hoàn hảo. Điều này cho phép nghệ sĩ tạo ra các sắc thái đa dạng và phong phú trong tác phẩm của mình. Cặp XCK Marker sử dụng mực dựa trên cồn. Điều này mang lại nhiều lợi ích, mực có khả năng khô nhanh, không bị nghề và có độ bền cao. Hơn nữa, nhờ vào tính chất này, mực có thể dễ dàng pha trộn với nhau, giúp nghệ sĩ tạo ra các màu sắc độc đáo. Một trong những điểm cộng lớn của cặp XCK là mực được sản xuất từ các thành phần không độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng. Điều này làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho cả trẻ em và người lớn. Nhiều nghệ sĩ đã để lại phản hồi tích cực về cặp XCK Marker. Họ thường nhấn mạnh về tính năng pha trộn tuyệt vời và độ bền màu của sản phẩm. Các nghệ sĩ minh họa, họa sĩ truyện tranh và người vẽ tranh chân dung đều công nhận rằng cặp X là một công cụ không thể thiếu trong bộ dụng cụ của họ. Mặc dù cặp XCK Marker có giá thành tương đối cao, nhưng nhiều nghệ sĩ cho rằng sự đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đặc biệt, cặp X có chính sách cho phép người dùng thay thế đầu bút và nạp lại mực, giúp tiết kiệm chi phí trong dài hạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại marker để nâng cao tác phẩm nghệ thuật của mình, cặp XCK chắc chắn là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy thử ngay hôm nay và trải nghiệm sự khác biệt mà cặp X mang lại trong quá trình sáng tạo của bạn. Khi nói đến việc lựa chọn marker cho nghệ thuật, PGC Marker lập Jamie Makasi luôn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi cả nghệ sĩ chuyên nghiệp và người mới bắt đầu. Với thiết kế tiện dụng và chất lượng vượt trội, những cây marker này đã tạo nên một dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng nghệ thuật. Okay. Loại này cung cấp một bảng màu phong phú với hơn 200 màu sắc khác nhau. Người dùng thường cảm thấy hài lòng với sự đa dạng này bởi nó cho phép họ thoải mái sáng tạo và thể hiện ý tưởng của mình mà không bị giới hạn. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ rằng họ yêu thích việc pha trộn các màu sắc để tạo ra những sắc thái mới và PGC Marker thực sự hỗ trợ họ trong việc này. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp đầu bút đôi với hai loại đầu là đầu bút chóp nhọn và đầu bút phẳng. Người dùng thường đánh giá cao tính linh hoạt này, cho phép họ dễ dàng chuyển đổi giữa việc vẽ chi tiết và tô màu lớn. Nhiều người cho biết rằng việc sử dụng đầu bút phẳng không chỉ giúp nhanh chóng hoàn thành các diện tích lớn mà còn tạo ra những mảng màu mượt mà. Ngoài ra, mực của marker này được đánh giá cao về độ bền và khả năng pha trộn. Người dùng thường nhận xét rằng mực khô nhanh, không bị nhòe và có độ bền màu rất tốt. Khi thử nghiệm với việc pha trộn, nhiều họa sĩ đã bất ngờ bởi khả năng tạo ra các gradient màu sắc mịn màng, giúp cho các tác phẩm trở nên sống động hơn. Một điểm cộng lớn cho PGC Marker Lab Jamie là mực không chứa chất độc hại. Nhiều người dùng cảm thấy an tâm khi sử dụng sản phẩm này, đặc biệt là những ai làm việc trong môi trường có trẻ em hoặc đang tìm kiếm các sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Phản hồi từ người dùng về PGC Marker Lab Jamie chủ yếu là tích cực. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ rằng đây là loại marker yêu thích của họ vì cảm giác thoải mái khi sử dụng. Họ thường so sánh PGC Marker Lab với các thương hiệu khác và cho rằng PGC Marker Lab nổi bật hơn về khả năng màu sắc và độ chính xác. Với giá khoảng 150.000 mỗi chiếc, nhiều người dùng cảm thấy rằng đầu tư vào PGC Marker Lab Jamie là hoàn toàn hợp lý. Họ cho biết rằng mặc dù giá có thể cao hơn một số thương hiệu khác, nhưng chất lượng mà sản phẩm mang lại xứng đáng với số tiền bỏ ra. Một số nghệ sĩ còn cho rằng việc mua bộ marker với nhiều màu sắc sẽ tiết kiệm hơn trong dài hạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại marker chất lượng cao,
PGC Makalaber Jammy chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy thử nghiệm và cảm nhận sự khác biệt mà PGC Makalaber mang lại cho công việc sáng tạo của bạn. Khi bạn nghĩ đến việc tìm kiếm một loại marker đa năng, Sharpie Permanent Marker C chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Với thiết kế đơn giản, chất lượng mực vượt trội và sự tiện lợi, Sharpie đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và người dùng hàng ngày. Wow! Tích hợp nhiều loại đầu bút khác nhau, từ đầu chóp nhọn đến đầu bút dày, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Đầu bút chóp nhọn cho phép vẽ chi tiết, trong khi đầu bút dày thích hợp cho việc tô màu lớn hoặc viết chữ. Với một bảng màu phong phú, Sharpie cung cấp nhiều lựa chọn từ màu sắc cơ bản đến những gam màu sáng tạo. Người dùng thường đánh giá cao sự đa dạng này, cho phép họ tự do sáng tạo mà không bị giới hạn. Nhiều người cho rằng, việc có sẵn các màu sắc khác nhau giúp họ dễ dàng thể hiện ý tưởng mà không cần phải tìm kiếm các sản phẩm khác. Một trong những điểm mạnh của Sharpie là chất lượng mực. Mực của Sharpie khô nhanh, không bị nhòe và có khả năng chống nước, giúp bảo vệ các tác phẩm khỏi hư hại. Nhiều người dùng cho biết rằng họ đã thử nghiệm Sharpie trên nhiều bề mặt khác nhau như giấy, vải, gỗ và nhựa và đều hài lòng với kết quả. Marker Sharpie được sản xuất với mực không độc hại, điều này khiến người dùng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng. Đặc biệt là trong môi trường có trẻ em hoặc khi làm việc với các dự án nghệ thuật. Phản hồi từ người dùng về Sharpie Permanent Marker C chủ yếu là tích cực. Nhiều nghệ sĩ và người sáng tạo đã chia sẻ rằng đây là công cụ không thể thiếu trong bộ dụng cụ của họ. Họ thường khen ngợi về độ bền màu và tính linh hoạt của sản phẩm. Nhiều người thậm chí còn cho rằng Sharpie là một trong những loại marker tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với mức giá phải chăng, marker này được đánh giá là cực kỳ hợp lý với chất lượng mà chúng mang lại. Nhiều người dùng cho rằng việc đầu tư vào Sharpie là một quyết định thông minh. Đặc biệt là khi xét đến độ bền và khả năng sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại marker có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, Sharpie chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy thử nghiệm Sharpie Permanent Marker C và cảm nhận sự khác biệt mà chúng mang lại cho công việc sáng tạo của bạn. Khi nhắc đến việc lựa chọn vật liệu vẽ, không thể bỏ qua dòng Faber. Với chất lượng mực tuyệt vời và thiết kế tiện dụng, dòng sản phẩm này đã thu hút sự chú ý của nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và những người yêu thích sáng tạo. Loại này thường có nhiều loại đầu bút khác nhau, từ đầu bút mảnh cho đến đầu bút dày, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu vẽ của mình. Điều này rất hữu ích cho việc vẽ chi tiết, tạo bóng hoặc tô màu lớn. Với sự linh hoạt trong thiết kế, những cây bút này giúp nghệ sĩ thể hiện ý tưởng một cách tự nhiên và dễ dàng. Oh my God! Wow! Dòng bút này cung cấp một bảng màu phong phú với nhiều lựa chọn từ màu sắc cơ bản đến những gam màu sáng tạo. Người dùng có thể thỏa sức sáng tạo mà không bị giới hạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các tác phẩm nghệ thuật đa dạng. Một trong những ưu điểm nổi bật của Faber là mực Tickman chất lượng cao. Điều này đảm bảo rằng các tác phẩm nghệ thuật của bạn vẫn giữ được độ tươi mới và sống động ngay cả khi đã được lưu giữ lâu dài. Bên cạnh đó, màu marker này không chứa acid và không độc hại. Điều này giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng, đặc biệt là trong môi trường có trẻ em hoặc khi làm việc trên các dự án nghệ thuật. Chất liệu sản xuất cũng thân thiện với môi trường, góp phần tạo nên sản phẩm bền vững. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ giúp bạn sáng tạo và thể hiện bản thân, thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cuối cùng là Tambow, loại này là một trong những lựa chọn ưa thích của nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và những người yêu thích hội họa. Marker này nổi bật với thiết kế đầu bút hai đầu, bao gồm một đầu bút chải mềm mại và một đầu bút mảnh. Điều này cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa việc tô màu lớn và vẽ chi tiết chỉ với một cây bút. Đầu bút chải mềm rất lý tưởng cho việc tạo ra các nét vẽ mượt mà, trong khi đầu bút mảnh giúp thực hiện các chi tiết tinh tế. Dòng bút này cung cấp một bảng màu phong phú với hơn 100 màu sắc khác nhau. Màu sắc tươi sáng và sống động giúp nghệ sĩ dễ dàng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Sự đa dạng này cũng rất hữu ích cho việc pha trộn màu, cho phép người dùng sáng tạo ra những màu sắc độc đáo riêng biệt. Mực của Tambow Dunbar Jassy Paint là mực nước. Điều này không chỉ giúp dễ dàng pha trộn mà còn tạo ra những hiệu ứng màu sắc ấn tượng khi sử dụng với nước. Người dùng có thể tạo ra các kỹ thuật như washi rửa màu hoặc gradient đổ màu một cách dễ dàng, mở ra nhiều khả năng sáng tạo. Mực không độc hại và an toàn cho sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng trong các dự án nghệ thuật với trẻ em. Với mức giá phải chăng, marker này được đánh giá là hợp lý so với chất lượng mà sản phẩm mang lại. Nhiều người cho rằng việc đầu tư vào dòng bút này là hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ giúp bạn thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật của bản thân,
Tăm bầu đun bơ da xi bên chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Hãy thử nghiệm và khám phá sự khác biệt mà tăm bầu đun bơ da xi bên mang lại cho tác phẩm nghệ thuật của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay về top 5 loại marker được đánh giá tốt nhất năm 2024. Hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp các bạn tìm ra loại marker phù hợp nhất với nhu cầu sáng tạo của mình. Chúc các bạn có những trải nghiệm vẽ tranh thú vị và đầy cảm hứng. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.